Cô bữa hỏi đó đó sao chả thấy chú lái đò thương, chú lái đò ơi chú đi đâu mà để cô bơ tôi càng đợi càng chưa phiền trầu. Chân cô bước xuống thuyền phách nhất cô bơ ơi, phách hai cô đợi nhịp, phách ba cô cầm chèo, xin cô mở lái ra chèo từ cô chèo từ hàn thác cô chèo ra chèo về phủ Giáp Ba chèo sang đền Chinh, cô chèo qua cung Đồng chèo về phủ Bóng cho tới đền Gối, tới nơi đền Lộ, đền Dầm đền Sờn, tới Đinh Xá Từ Đại Lộ Đức Ông. Cô bơ mới vui chơi đứng mũi thuyền rồng, yêu mến Thanh Đồng lễ Phật dâng hoa. Cô bơ lại trèo ra trèo về đền Cây Quế qua cửa Xích Đằng, trèo về đền Lãnh Giang bái yết Quan Đệ Tam, rồi cô ngược dòng sông tới chùa Bồ Đề, rẽ qua đền Gành chầu Đức Mẫu Thọ chầu Đệ Tử Khâm Sai. Cô bơ xuôi dòng sông tới tỉnh Hải Dương, cô mới sực nhớ ra rằng ngày hôm nay Long Vân Khánh Hội ghi cô nhất tâm sáng danh xưa lễ để hầu vua hầu chầu, trèo về đền Cổ Đoan, đền đây là bến đền Thanh Cảnh Lịch bốn mùa phong quang, thuyền giang thuyền ai lơ lửng bến ra, thuyền cũ bơ thoại trèo đua về đền, đang trèo đua về đền tới bến cô ơi, thuyền rằng tới bến cô ơi, con xin cô gác mái trèo bơi sắm sửa vàng nhang cô lên nay sùng kính hết nghi lòng khấu đầu con bái tạ ba bông thác hàn nếu lỗi văn nhớ nhịp mà tranh nghi đàn con xin cô hoan hỉ, con xin cô hoan hỉ muôn vạn thứ y tha một canh tô điểm thẻ ngài. Một canh tô điểm thẻ ngà tuyết sương, lá ngọc bóng tan cành y hồng hai canh. Hai canh khắc điểm vừa xong y y. Thank you.
hai canh ý a khắc điểm vừa xong nọ vòng thẻ bạc ý dập dìu sáng soi dập dìu sáng soi a à, 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 à. Xe ra hồi cung